của sáng này nè. Tố tố của sáng. Biết nhiều mà, bị tha thì biết nhiều. À, cô nhắc cô tố rồi đó. Dạ. Kia biết hết. Rồi hồi đi đi hành đạo rồi ông chủ xe đò A Đông á. A Đông. Rồi cho mượn xe đi hành đạo rồi mình trung rồi biết hết. Bây giờ nói là Phật tử biết thôi. Ông thượng thành khác. Thượng thành khác à, A Đông khác. A Đông khác. A Đông là xe. Tám sư là sư ngộ nè. Thì đó là ở đây nè. Với trung tâm. Dạ. Bởi vậy mẹ nó biết nhớ đấy. Sư. Trong 9 tuổi. Nhớ sư sư nó 84 tuổi, trai 83 tuổi rồi. Trời, sư 84 và sư khỏe. Tu lại sư ông đi con. Sư đi tu hồi 19 tuổi. Dạ. Tức là năm 1957. 57. Ừ. Dạ. Về Mỹ Tho thì hồi năm 1960 là về hành đạo Mỹ Tho thuyết pháp rồi dưới đó nhiều. Dạ. Bởi vậy Phật tử dưới Mỹ Tho là mới nó đi nó đi đâu cũng phải có việc phải gồng qua. Sư về xây dựng trình xá này năm 1967. Dạ, năm 67. 54 năm rồi. Hồi nhỏ con đi vô đây, con ở đây nè, rồi đi vòng á. Ở đây được mấy lần, trong trình xá mấy lần. Con xin phép sư. Đi mình đi qua đây nè Lộc. Thấy không? Cái đầu núi không? Này Lộc. Có cốc á. Đây nè, thấy ngọn núi nè Lộc. Lộc là sao mấy ngọn núi nè Lộc? Hãy subscribe.
hơn.